Dạ thưa chị là Minh Trang được biết là ở nhà hàng của chúng ta có rất nhiều những cái món ăn, nhưng mà riêng đối với hai món ăn là tôm hấp dừa và lẩu chocolate thì được rất nhiều người ưa chuộng đúng không ạ? Chị cũng xin bày tỏ là điều đó là sự thật, tại vì khi đến nhà hàng sô-cô-la của chị thì có rất là nhiều món ăn, gần 200 món ăn, nhưng mà hầu như hai món này thì từ khách nước ngoài cho tới khách du lịch trong nước của mình đều ưa chuộng. Vì cái thứ nhất là cái nguyên liệu rất là dễ làm, và cái thứ hai là cách trình bày đẹp mắt á, cho nên là hầu như là chị thấy khách người ta ưa chuộng như thế. Dạ vâng thưa chị là đối với cái nguyên liệu mà để làm hai món ăn này thì chị có thể giới thiệu cho quý khán giả của chương trình được biết không ạ? Cũng xin chia sẻ với khán giả chương trình là đầu tiên hai món này thì chị xin nói trước cái món tôm hấp nước dừa. Thì nó gồm có tôm thật là tươi, khoảng chừng cái món này khoảng chừng 15 con trên một trái dừa. Và mình cần nhất là cái trái dừa xiêm, nước dừa xiêm thì thật là ngọt. Khi đó mình sẽ trang trí là gọt cái trái dừa xiêm ra và dùng cái nước dừa xiêm này để mà hấp cái con tôm, cho một tí xíu muối vô thôi. Rồi sau đó khi mà quá trình đó thì mình sẽ trang trí lên cái trái dừa, và tất cả các loại nước chấm này là đều do nhà hàng mình tự pha chế. Món thứ hai là cái món lẩu chocolate của nhà hàng sô-cô-la. Thì cái nguyên liệu gồm có là tất cả các loại trái cây thật đẹp và thật tươi. Cái món này cần nhất là màu sắc, tại vì màu sắc hài hòa, nhìn vô cái dĩa trái cây rất là tươi, và bên cạnh đó thì có bánh sô-cô-la. Và cái nước mà để chấm cái lẩu này đó là những cái tập trung sữa, đường và chocolate. Dạ vâng, Minh Trang có một thắc mắc là cái nguyên vật liệu thì nó đóng góp một cái phần rất là quan trọng để mà tạo nên cái món ăn. Như vậy thì chị có thể chia sẻ cho chị em phụ nữ của chúng ta được biết là làm thế nào mà để chúng ta có thể lựa chọn những cái con tôm tươi nhất ạ? Chị sẽ sẵn sàng chia sẻ, vì mình trong ngành nhà hàng thì quan trọng nhất cái sức khỏe của khách hàng đó là nguyên vật liệu phải tươi và phải chất lượng. Thì cái con tôm mà tươi á, thì các bạn nhìn nó sẽ là màu xanh, và cái đầu của nó, cái hai con mắt lúc nào cũng phải thật là trong, và cái đầu không bao giờ mà mình bị rụng ra đó. Thì khi đó các bạn sẽ chọn cái con tôm đó thì thật là tươi. Thưa chị là bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái món ăn tôm hấp dừa đúng không ạ? Thì cái món tôm hấp nước dừa này thì thật ra là cái phần trang trí nhìn nó sinh động, nhưng mà khi mà chị chia sẻ thì có thể là tất cả phụ nữ chúng ta đều có thể làm được ở nhà hoặc là trong những buổi tiệc gia đình. Thì mình dùng tôm thật là tươi hấp trong một cái nồi nhỏ, và trong này thì có sẵn là đúng của nó là nước dừa xiêm lấy từ trong cái trái dừa này ra. Khoảng chừng khi mà nước dừa sôi lên thì các bạn nhìn cái con tôm bắt đầu chuyển màu sang màu đỏ thật tươi, đó là tôm đã chín, và cũng đừng nên để chín quá. Sau đó chúng ta sẽ lấy vớt những cái con tôm này ra. Món này thì thực hiện thật là nhanh. Đây là con tôm đã chín và rất là ngọt, vì cái hương vị là không phải là nước mà đó là nước dừa xiêm. Thì sau khi mà bắt đầu mình chuẩn bị một buổi tiệc á, thì tất cả các nước chấm á, mình phải chuẩn bị sẵn sàng, gồm có là ớt xanh thì đẹp mắt, rồi trong này mình có muối, có tí xíu mayonnaise. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lấy những con tôm mà vừa được chín ra và mình vắt lên cái thành của trái dừa. Vâng thưa chị là như vậy thì cái món tôm hấp dừa này thì mình có thể ăn kèm với cái món ăn nào khác không ạ? Chị cũng xin chia sẻ với lại là các khán giả là cái món tôm hấp nước dừa này á, đối với người Việt Nam mình á, thì đôi khi ăn và dùng ăn với cơm. Nhưng mà vì nhà hàng mình nằm ngay cái khu vực là khu phố Tây, cho nên hầu hết tất cả các khách nước ngoài đến đây á, thì người ta rất luôn luôn cái bữa ăn chính của người ta lúc nào cũng gồm có
dụ như là tôm hấp nước dừa thì kèm theo một cái đĩa salad thật là tươi và kèm thêm vài lát bánh mì. Thì cái salad này ở địa bàn của mình rất là thuận lợi vì mình là thành phố Đà Lạt thì nơi sản xuất ra rau nữa, cho nên em nghĩ là cái món này là vừa đẹp mắt và vừa phù hợp cho sức khỏe của chúng ta. Dạ vâng chị, là bây giờ thì chúng ta đã thực hiện xong cái món ăn là tôm hấp dừa, như vậy thì cái món ăn tiếp theo sẽ thực hiện như thế nào? Cái món ăn tiếp theo là cái món mà hầu như khách và gia đình chúng ta sẽ ăn sau khi cái buổi ăn chính. Nó là một cái món ăn tráng miệng mà trong này bao gồm vừa trái cây, vừa bánh, vừa sốt sô-cô-la. Thì trong cái sốt sô đầu tiên á, là mình nấu trước cái sốt sô-cô-la này á, là gồm có sữa và sô-cô-la nguyên chất. Cái hương vị của nó thật là thơm và các bạn nên cho ngọt tí xíu, tại vì khi mình chấm trái cây vào thì có những cái loại trái cây chua thì nó làm cho trung bình cái. Và tiếp theo thì tất cả các trái cây mà không có đòi hỏi trái cây phải giống nhau, ở gia đình mình thích ăn cái gì thì mình có thể sử dụng loại đó, và gọt tất cả, chuẩn bị cho vào một cái dĩa thật là sạch. Sau đó thì chúng ta bắt đầu sắc vuông khoảng chừng 2 cm thì nó ngon hơn. Sau khi mà trình bày xong các nguyên liệu, và đây là một cái bếp lò nhỏ rất là xinh, chỉ có cái điều đáng chú ý là khi các bạn nấu cái nước sốt này á, quan trọng nhất là cái độ của nó là sánh, nó hơi đặc một tí xíu á, để trên cái mặt này lúc mà chúng ta nhúng trái cây vô nó không có bị loãng và nó bám kết dính quanh những cái miếng trái cây của chúng ta, là cái thứ nhất. Thứ hai là mình có thể trang trí trên cái mặt của sốt rất là ý nghĩa cho một cái ngày gì đó của gia đình hoặc là chúc mừng bạn bè, ví dụ như những ngày lễ tình nhân thì mình có thể trang trí. Như vậy thì đối với cái món là lẩu chocolate thì chúng ta sẽ dùng những cái trái cây này để mà chấm cái nước lẩu chocolate cái sốt. Dạ vâng. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì khám phá hai món ăn này tại nhà hàng Chocolate thì có lẽ là các bạn cũng đã hiểu được lý do tại sao mà du khách đến Đà Lạt thì lại rất muốn thưởng thức món ăn này, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chương trình du lịch cuối tuần cũng xin được khép lại. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình về sau.